Mày liếm tay tao làm gì? Ngủ cũng phải ăn mấy cái con đấy. Con gái thì băng nhiều cái, chẳng nhiều cái. Đứa này đấy lại mấy con cái để gây làm giống. Đấy là hai lồng bia. Ăn đâu nó khoảng mỗi thằng làm lo. Không đâu đâu. Ở ngoài lại như trưa nay. Con mang mấy cái con này về nhé, cho nó bú. Ôi giời, không quay nữa. Mày đẻ đi nhanh đi. Sao nhờ.